Good morning, everyone. Welcome to our monthly, the month end Đạo Bì Sám. Hoan nghênh quý vị tới tham dự cái Đạo Bì Sám của cuối tháng. We do this once a month in order to practice repentances, để mà sám hối. In particular today, we just, on behalf of two people who have recently passed away, Mrs. Trang Chinh Ping and Mrs. Trần Thị Chi, we are in the process of executing the 49 day dharmas in order to help them get to the Pure Land as soon as possible. Hoan nghênh quý vị tới tham dự cái pháp cái Đạo Bì Sám này, pháp sám hối mà cuối mỗi tháng chúng ta tu để mà tiêu tan mấy cái tội lỗi chúng ta, tăng phước báo. Nhất là chúng ta ngày hôm nay thay thế cho hai cái bà mới qua đời, Trương Chị Bình với bà Trần Thị Chín. Đã nhờ chùa cử hành cái lễ 49 ngày để giúp họ đắc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc càng sớm càng tốt. Why do we need to repent? Sám hối để làm cái gì? We repent of our karmic offenses that we have created since beginningless time. Chúng ta phải cần sám hối những cái tội chướng, những nghiệp chướng, nghiệp báo mà chúng ta đã tạo từ vô thủy. Okay. In Buddhism, there's a concept of beginningless time. Cái Phật giáo nó có quan điểm đại thừa rất là đặc biệt. Cái quan điểm là vô thủy, từ vô thủy. Meaning that we've been creating offenses since so long ago. Mình đã từng tạo nghiệp, đã từng bao nhiêu kiếp rồi. So many lifetimes ago, we've been revolving in the wheel reincarnation, là từ lâu rồi chúng ta. Can you translate into Chinese for Miho and Stanley Ho? I don't think they understand English very well. You want to go over there, Neo, so that you can, or you can, it's up to you, or Janice can translate for you as well, it's up to you, okay? In Buddhism, the concept of beginningless time is very important because it reminds us that we've been creating so many offenses. Cái quan niệm vô thủy nó rất quan trọng với Phật giáo, tại vì cho cái vị thấy ấy, cho nhắc chúng ta rằng ấy, chúng ta tạo biết bao nhiêu nghiệp từ lâu rồi. We've been revolving in reincarnation wheel for so long now. Mình đã luân hồi đã từ lâu rồi. Okay? And every time we take on a new body, mỗi lần chúng ta đó mà lấy một cái thân mới ấy, okay? Then we create new offenses, thì chúng ta lại tạo thêm nghiệp nữa. Okay? What kind of offenses? All kinds of offenses. Đủ các loại nghiệp ấy. Okay? We enjoy ourselves, therefore we become scattered and we become arrogant. Yeah, chúng ta sung sướng. Thì phóng túng và tạo đủ cái loại nghiệp như là ngạo mạn. We slight others, especially the sangha. Chúng ta khinh thường người khác, chẳng hạn như khinh thường tam bảo. And then especially when you're rich, như quý vị có tiền một tí là thường thường khinh thường tam bảo. Especially you have a little bit of wealth, and you tend to look down upon the triple jewel, okay? And then that's why
when you die, you don't get to benefit from triple jewel. Thành là khi quý vị mà mà qua đời đó, thì quý vị không được hưởng cái pháp của tam bảo. And you come back, okay? And you become poor. Quý vị trở lại, quý vị bỗng nhiên lấy một cái kiếp nghèo. And now you become so you suffer so much, and then you take refuge in triple jewel. Rồi quý vị khổ sở quá đi, phải nương tựa vào tam bảo để cho nó bớt khổ. Sounds familiar? Okay. This is why most people go to the temple in order to have some relief from the suffering. Đa số những người tới chùa, họ tới chùa tại vì họ muốn được cái khổ nó vơi một tí. Okay. It hurts so much up here. Cái đầu nó khổ quá. Này. Okay. And so they come to the temple and they learn how to cope with their suffering. Họ tới chùa để học cái phương pháp, những cái cách để mà giải tỏa những cái khổ của mình. Okay. And so on. And sometimes you revolve in the wheel in such a bad way. Nhiều khi quý vị biết không, nhiều khi mà sometimes you can't help yourself. Nhiều khi mình không có tự chủ được. From these offenses we've been accumulating lifetime after lifetime. Để bao nhiêu cái nghiệp nó chồng chất từ kiếp này tới kiếp nọ rồi. One day they mature at the time of death. Thì những cái nghiệp chồng chất đó bỗng nhiên một ngày đó nó chín trong lúc mình vừa chết. Why is it bad? Because if these heavy karmic retributions mature at the time of death, it manifests itself in the forms of what? Chẳng hạn những cái nghiệp báo mà nặng nề này lúc mà nó thành thục, lúc mà cái vị chết á, nó tệ, nó hiện ra bằng cách nào? It manifests as illness. Nó hiện ra bằng cách bệnh hoạn. Okay? Drug addiction, chemical addiction, bị nghiện thuốc, nghiện rượu. Or you have things like accidental death, hoặc là bị tai nạn mà chết. Or you kill yourself, hoặc là tự tử. Okay? All these are manifestations of heavy karmic retributions coming to make you fall. Những cái đó là những cái hiện tượng cho quý vị thấy đó, cái nghiệp báo nó tới, nó làm chúng ta đọa. In particular, lay people, ordinary people don't understand this. Nhất những cái người tại gia không hiểu được cái hiện tượng này. If before you die and your loved one is sick, như trước khi mà chết, cái người thương yêu của mình đó, mà bị bệnh đó, bệnh nặng đó, okay? It's a very bad sign. Cái đó là cái hiện tượng rất là xấu. Most likely, your loved one will fall. Hiện tượng nó có nghĩa là thường thường những cái người thân yêu quý vị đó mà bệnh hoạn như vậy là sẽ đọa. Okay, so so that's why this is the result of all the karmic offenses we've been creating. Thành đó tại vì những cái nghiệp báo mà mình đã từng tạo từ vô thủy rồi, bây giờ nó tới, nó thành thục. Okay, and that's why it's important when you cultivate, we need to learn to repent. Bởi vậy, vì tu hành ta phải biết biết sám hối, biết cái phát tâm sám hối. What is to repent? Sám hối nghĩa là sao? You recognize you're wrong. You recognize that the things you do are wrong. Mình ý thức được rằng mình công nhận rằng là mình có sự sai lầm. Okay, and you do something and act with sincerity in order to try to redeem yourself and erase those offenses. Nên quý vị phải bỏ mấy công nhọc gì đó để mà sám hối, để mà xóa cái tội đó, mà chữa để mà cứu vãn, tự cứu vãn đấy. The point here, you need to do something, some form of an act of sincerity. Cái quan trọng cái khái niệm mà sám hối như vậy này, quý vị phải làm cái gì đó
mà từ cái lòng thành tâm, trong cái sự thành tâm để mà xóa cái nghiệp được. You have to do something with out of utmost sincerity in order to be able to erase those karmic obstructions. Phải cái lòng chí thành mới có thể xóa được cái nghiệp báo của mình. Okay, any questions? It's not like you can go to the temple, say, Master, I just did something wrong, forgive me. So, and I say, okay, recite Amitabha 5 times, Vanya Bodhisattva 7 times, and I absolve you. Không phải là quý vị vào và chùa xong nói là bạch thầy, con đã lầm tội này, thầy con muốn sám hối. Thầy nói được, con niệm Phật hồng danh Đức Phật 3-5 lần, xong là ngài Quán Thâm Bồ Tát, Quán Thế Bồ Tát 7 lần, xong là thầy sẽ xóa cho. Doesn't work like that because I don't have the ability to raise the karmic obstructions for you. Tại vì thầy cũng cách nào mà thầy xóa được hết đó. You think it's that easy? It's just like erasing something on you write on the board. Cái bị tưởng tượng nó dễ như vậy hả? Giống như mình xóa cái chứ không biết trên bảng hả? You take a knife, you cut a chicken. Cái bị lấy cái dao cứa cổ con gà nó and the chicken goes like this for 5 minutes. It suffers so much. Nó con gà nó ngừa cổ cư quậy. Nó đau đớn vậy sợ 5 phút máu nó chảy ra vùng vẫy. It's a lot of pain and suffering. And you think you can erase this by just one sentence? Quý vị tưởng tượng cái nghiệp ác mình tạo ra như vậy, mình có thể xóa bằng cách là một câu, hai câu thôi. Okay? We need to do something out of sincerity. Need to suffer a little. Quý vị phải khổ sở một tí. Does it make sense to you? Quý vị đồng ý cho đó không? How can you be sincere if you're not willing to suffer? Nếu quý vị không chịu khổ sở, không chịu cực khổ, thì làm sao mà có cái tỏ cái lòng thành tâm mình bây giờ? Right? Remember, men, how you used to chase your wife? Quý vị nhớ? Mấy ông có nhớ không? Khi mà rượt mấy bà nhớ không? Men, we are supposed to suffer in order to draw the girls we like attention. Còn đâu cái gì cũng nhớ thôi, mấy cái ông này bây giờ lớn tuổi không nhớ nữa, không còn nhớ nữa. Khi mà tới cua mấy cô là phải cực khổ lắm, phải khổ sợ kiếm đủ cách vặn biết bao nhiêu óc để mà làm ta chú ý tới mình. Okay, we have to work for it in order to be happy. Mình phải khổ sở mình mới sung sướng được. You see that? We have to work for it. They have to show our sincerity. Mình phải tỏ cái lòng thành của mình. Right? Ladies, isn't that what it takes for you to accept us, men? That we sincere? We mean business? Nhưng quý vị, quý bà, quý cô đồng ý cho đó. Mấy ông phải chứng tỏ là người ta thành tâm mình mới chịu chứ, đâu có dễ vậy. Right? It's not that easy. Is it? Đâu có dễ vậy, đúng không? It's only after you get married, that's when you become easy. Sau khi cưới rồi mới là dễ dàng hơn. Right? All right, any questions? Ai thắc mắc gì không? I have good news for you. Sẽ có cái chuyện vui, báo tin với quý vị. There's Mrs. Chang Jingbin. I've been watching her. Cái bà người Hoa này. She was suffering 3 weeks ago. 3 tuần trước, bà khổ dễ sợ. And now she's... her condition very stable, tình trạng rất là khả quan, nó bình thường lại rồi. Actually, it's beginning to be happy, bắt đầu sung sướng rồi. Okay, that's a good, very good trend. Cái đó là khuyên hướng rất là tốt. And that means our experience has been doing this for several years now. Thầy làm cái chuyện này là mấy năm trời rồi. Thầy thấy những cái I see the pattern, this kind of pattern. Thấy những cái hiện tượng nó xảy ra như vậy, ta nó rất là khả quan. So it looks very good. Okay, we need to keep it up, tiếp tục tu hành để mà gỡ cho người ta. Okay, because in Buddhism, no matter how bad you are, no matter how bad the situation is, you still have a chance. There's still ways to redress it.
Vì trong Phật giáo đó, mặc dù tình trạng nó xấu như nào nữa, mình cũng có thể có cái phương pháp để mà cứu vãn được như thường. Okay? If you're really sincere, there's always a chance. Nếu quý vị thiệt sự mà thành tâm đó, bây giờ cũng có cơ hội đó. Okay? Even the most evil person can have a chance to redeem himself or herself. Ngay cái người mà tàn ác nhất cũng có cơ hội mà có thể ăn năn sám hối được. Okay. Through the Dharma of repentance, bằng những cái hành động mà chí thành. Okay. It reminds me that there is in Buddhism there's an Indian emperor called by the name Ashoka. Chẳng như trong cái lịch sử của Phật giáo đó, có một cái hoàng đế là Ajuk, vua Ajuk. Okay. He is very evil man. Cái ông vua này là một cái vị rất là tàn ác. He's very evil. Why? Because he's born into his father has 16 wives and 101 children. Cha của ông ấy, hoàng đế bên Ấn Độ đó, có 16 bà vợ với 101 đứa con. Đứa con trai, he has 101 sons. Back then, they don't count girls. Hồi đó, không có kể được bà. Okay? Chỉ kể được ông thôi. What matters is how many boys you have. Okay? He has 101 brothers with 16 wives only. Ông có 16 bà vợ mà đẻ ra 101 người con luôn. Just imagine how active this king is. Okay? And King Ashoka actually was born into a obscure, not a favorite wife of his father. Mẹ của vua Ajuk là không được vua cha sủng ái nhiều lắm, tầm thường. Okay, unimpressive background. Her father is not a big royalty. Cha ông phải là một cái hoàng đế lớn. But when they gave birth to, she gave birth to Ashoka. Ashoka grew up and turned out to be a awesome warrior, a fearsome warrior. Thì lúc mà đẻ vua Ajuk ra đấy, thì vua Ajuk mà trưởng thành thì trở thành một cái người săn bắn rất là giỏi. Okay, he excels in hunting. Okay, ông săn bắn giỏi dễ sợ lắm. There's one time that he was able to kill a humongous lion, which is with a stick. Hồi đó cái lần ông đi săn, ông đi lên núi, cái ông gặp cái con sư tử lớn thiệt lớn. Ông lấy cái cây gậy ông đánh mà chết con sư tử luôn. Okay, and that's why the father was very impressed, his prowess, his strength. So they allow him to go to military schools. So mấy ông cha vua cha rất là bằng lòng, hài lòng, mới đặc biệt cho ông đi học mấy cái trường võ. So he became a fearsome warrior. Thành ông trở thành một cái vị tướng rất là giỏi. The father would send him to the distant regions to put out revolution or rebellions. Ông cha mới gửi cái ông vua Ajuk đi mấy cái vùng xa đó, because the father's empire is big already. So he would send Ashoka to the distant region to put out the rebellions. Okay, mới gửi hồi đó cái nước đó là lớn rồi, thành nó rộng lắm, thành nó phải gửi con trai vua Ajuk tới vùng xa để mà chinh phạt những cái người nổi loạn, giặc nổi loạn. And then he would be installed as the governor of big distant areas, rồi mới được thăng quan làm quan ở đó, mấy cái vùng xa đó. So when his father passed away, khi mà đức cha chết rồi, you know what he did? I need to tell you this because this afternoon there's 60 people coming to look at the shares. Thầy giảng cái gì này là tại vì chiều nay có 60 người tới đây để mà chiêm bái xá lợi.
So if you talk to them, you might want to tell them about Shoda Ashoka, Ashoka Surya, and you can tell them about these stories. Người ta tới thì quý vị kể những cái chuyện như người ta nghe. Okay? You need to educate them. Nó quý vị giáo dục người ta như vậy. And so he brought his army back to the capital city. Kéo quân về. To do what? Does anyone know? Kéo quân về để làm cái gì? Anyone would like to take a guess? He says, Xian Chiu Shu says, he brings it back to the capital city, bring his army back to the capital city, surrounded to kill his father's generals. Almost. Gần trúng. Anyone else? I biết. Yes, Vicky. There you go. It takes a woman to understand this. Có người đàn bà mới hiểu được cái này thôi. Kéo quân về để mà giết tất cả người anh của mình. Anh em mình giết hết. He killed them all. Except for his younger brother of the same mother. Chỉ tha người em trai cùng mẹ thôi. He killed them all. And he installed himself as king. Và tự xưng, tự xưng vương. And anyone who opposed him, like a chicken. Remember? Là người nào mà chống đối ông á, là cắt cổ như thầy mới cái chữ cắt cổ gà vậy đó. He likes it. He watches. He knows horror movies. Giống như trong mấy cái phim Hollywood. He would kill every single one of his own brothers, his own blood. Giết từng người anh em như vậy. Dễ sợ. And he's not done. Chưa xong. Not done yet. Then what does he do? He says, I still don't have enough power. So he started conquering. He spent the next several years conquering the other countries. Bỏ 7-8 năm trời đi chinh phục những nước khác. So that's why his empire spans almost nearly the entire Indian continent. Thành ra cái nước của ông ấy là nó bằng như là cái gần tất cả cái gì đó, cái tiếng Việt là gì, continent hả, cái lục địa của bên Ấn Độ đó. Okay. And so he killed so many people. Ông giết biết bao nhiêu người. Blood was flowing like a river. Máu nó chảy như sông, thành sông luôn. And it's among one of the final countries, the country by Kalinga, một cái nước đó, nước Kalinga. During after he won the conquest, khi mà ông chinh phục được nước Kalinga, he took a stroll on the streets. Ông đi dạo, ông quay thử. And he saw so much blood. Ông thấy người ta chết nhiều quá. So many cadavers. Thấy xác nhiều quá. Tả tơi. Okay. I know it's kind of bad to tell you this kind of story when good lunch is waiting for you in 5 minutes. Thầy nói rất xin lỗi để kể những chuyện này. Mà trong lúc sắp ăn trưa tới nơi rồi. Is lunch ready yet? If lunch is ready, we don't need to finish the story, do we? Nếu mà no, we don't need to finish the story. Nếu mà xong rồi mình đâu cần nói chuyện tiếp làm gì. So he took a stroll. Ông thấy. And he says, "What did I do?" Ông sửng sốt. Ông thấy người ta đau khổ. Bỗng nhiên ngày đó ông sửng sốt. Ông nói, "Why am I doing this? Tại sao tôi làm cái chuyện này?" How can I bring prosperity to my country after I destroy people's prosperity? Mình tại sao mình có thể đem cái thịnh vượng cho cái quốc gia của mình, trong đó mình tạo cái sự tàn phá cho cái nước người khác? How can I make my people happy when I kill all these people? Okay, làm sao cái dân chúng những người của ta mà sung sướng hạnh phúc được khi mình làm cái dân chúng nước khác ta khổ? And for his conquest of Kalinga,
vì cái chinh phục nước Kalinga này, 100,000 soldiers died. 100,000 người lính bị chết. 100,000. This is a lot more than the blizzard and the stormy conditions on the East Coast, okay, the last 3 weeks. Okay, 100,000 soldiers. 150,000 people were displaced. 150,000 người bị đuổi ra, mất nhà, mất cửa. It's almost as bad as Sudan. Gần xấu như là bên Sudan này đó. So he says, this madness has to stop. Bỗng nhiên ông phát cái tâm sám hối. So what did he do? He repented. He didn't have Ta Bi Chan. Hồi đó, ông muốn sám hối, mà không có cái pháp Đại Bi Sám nơi. So he became what? He became Buddhist. Because his younger brother became a Buddhist monk already. Because his younger brother is smart. Tại sao ông quy với Phật, với Tam Bảo? Tại vì người em trai ông nhớ. Remember, his younger brother was spared. Ông tha mà người em trai. So his younger brother is very smart. He immediately became a monk. Người em trai lập tức cạo đầu đi tu ngay lập tức. Because he knew if he stayed with his brother, it's not a good thing. Tại vì ông biết là nếu như mà còn sống với ông anh mình là không tốt. Thì ông cạo luôn đi tu. That's why Ashoka remembers. So when he needed help, he turned to Buddhism like his younger brother. Thành vờ như vậy mà ông vua A Dục mới nhớ người em trai, cứ mà cần được giúp đỡ, chạy vào Tam Bảo để mà cầu cứu. He took refuge with the Triple Jewel. Ông trở thành Phật tử. And he changed entirely. Bỗng nhiên người ông đổi hẳn. Now he understand Buddhism, một kỳ hiệu Phật pháp rồi, thì người ông đổi hết. And he advocated, he became kind and compassionate, bỗng nhiên trở thành từ bi. And he advocated using Buddhism to unite the country. Ông chủ trương dùng cái Phật giáo để mà thống nhất lại quốc gia. Instead of fighting, instead of killing, instead of punishing people, torturing people to scare them to submission, he taught them about virtues. Thay vì tra tấn người ta, thay vì giết, hăm dọa người ta để người ta tòng phục mình, thì ông dùng cái đạo đức để mà dạy chúng, dân chúng. He taught his people virtuous behavior, and that's how he united. That's how he ruled the country for 40 years. Bởi ông làm hoàng đế hơn 40 năm. And during the time, he took a lot of old shearers. Trong thời gian đó, ông bỏ rất, ông lấy mấy cái ngôi sao lời mà mấy cái hoàng đế trước đó. And he built 84,000 stupas. Ông xây 8,4,000 cái tháp khắp tất cả Ấn Độ, throughout India, to build temples and to guide, to educate his subject, and that's how Buddhism thrived throughout India. Bởi vì hồi đó Phật giáo bên Ấn Độ rất là thịnh hành như vậy đó. Okay, because of the sponsorship of this emperor, ta nhờ ông hoàng đế đó. You see, that's an act of sincerity right there. Cái đó thì nhớ, cái đó là một cái hành động của chí thành. You have to work for it. You have to do something. You have to suffer a little bit in order to prove your sincerity. Khi phải khổ sở một tí mới chứng đoạt cái lòng thành của mình chứ. Okay? Any questions? So that's why we at the end of the month we spend time to recite and memorize and bow and do all these things to sincerely repent of our past karmic offenses. Bởi vì cuối tháng chúng ta làm dự cử hành cái pháp Đại Bi Sám này để mà lạy Phật, để mà niệm chú, để mà sám hối, để tỏ cái lòng chí thành khi mà sám hối. So please remember, next time, next month you come again, become even more sincere.
thành lần sau quý vị đến nhớ thành tâm hơn một tí nữa. Because the more sincere you are, the more karmic offenses you can erase. Khi vị càng thành tâm chừng nào thì càng có thể xóa bỏ nhiều cái tội chướng chừng này. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? You want to have relief of the suffering, you have to learn to repent. Nói cách khác, quý vị muốn bớt đau khổ thì phải chịu khó sám hối. All right. Thank you. So let's take a short break and then we do the lunch offering. Thành ra anh em mình chấm dứt ở đây. Buổi nói pháp chấm dứt ở đây. Nghỉ 5 phút xong mình cúng ngọ. Yes, sir. Can I ask a related question? Yes. Worrying about what? Just the general worries of my work, basically, trying to get things done. Stuff too much about. Just wondering, is that accurate that there's like kind of two kinds of thoughts or worries going on? Yeah, and then what? So what? We're almost having lunch. You ask a question, and it takes a lot longer than that to answer. Sắp đi ăn trưa tới nơi, ông hỏi câu hỏi mà ông thầy nào trả lời vắn tắt được. I cannot give you a short answer on this question. Does anyone have a short answer to this question? Có ai có trả lời vắn tắt được cái câu hỏi này không? Basically, life is overwhelming. Don't you find that life is overwhelming? Quý vị để ý thấy cuộc đời nó có vẻ nó mình không có tự chủ được đúng không? Who has control over your life? Raise your hand, please. Who has? Okay, let me rephrase it. Who has no control over your life? Raise your hands. How come so those of you who don't have your hands, you didn't raise your hand. You have control over your life, is that it? Please tell us how you have control over your life. Think about it. Life is overwhelming. See, Kim Ding is laughing, she's giggling now. He's a master too. I thought master is above it all. No, master is overwhelmed just like you. Cái cô này cô chọc quê thầy, cô cười tủm tỉm, cô nhìn thầy cô cười tủm tỉm mà thấy là ông hay rồi đó. Là tại sao cô nghĩ là chắc cô nghĩ là ông thầy này cũng vậy, không có tự chủ cuộc đời mình, làm sao làm thầy được? If I have no control of my life, how can I teach you to have control over yours? That's why I can't answer you. Bởi vì thầy trả lời không được. Remember what the Confucius says, you have to calm down your body before you act. Đức Công Tử nói sao? Quý vị phải cái thân nó phải yên mới hoặc mới hành động, mới bắt đầu hành động. Think about it. Your body has to be still before you start working. You start acting. Cái thân nó phải yên mới hành động. Your mind has to be calm. Cái tâm quý vị nó phải bình tĩnh. Okay? Before you engage. Cái tâm phải bình tĩnh, mình mới bắt đầu suy nghĩ. Okay. And
And that's the theory, because we overwhelm constantly. Cái đó là cái lý thuyết thôi. Ai cũng cuộc đời ai cũng là thiếu cái tự vui, đúng không? Just life is so stressful. Cuộc đời nó nhiều cái sự căng thẳng quá. Right? Oh my God, what can I do? Làm sao bây giờ? Yes. Yeah, the more you learn, the more you practice, the more stressful it becomes. No, I stopped, and I said that I want only to learn from the monk. The monk is the one who close me and teach me more, maybe more easier. So immediately that night, 1991, I dream of a monk with a round shot like you, you know? Did he look like me? Bhagavad Sutra. Bhagavad Sutra. But you don't act anymore. So, anyone, you understand Vietnamese? You Vietnamese people? Let me translate the Vietnamese for you and then English later. Thanks. Ông này ông nói 1991 là ông nội khùng lên. Ông nói là tôi không có niệm Phật, tôi không có niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, tôi không học nữa. Tại sao vậy? Càng học nó càng điên lên. Bây giờ tôi chỉ muốn học ông thầy thôi. Thầy thôi, chứ không có học Phật, học Bồ Tát nữa. So he says in 1991 he got so overwhelmed with his life. He says, the hell with you Buddha, the hell with you Bodhisattva, Wan Chiyin. Okay, I'm only don't want to follow you anymore. I want to follow a monk only because only he can help me. Ông thầy mới giúp tôi được thôi. Còn Phật Bồ Tát giúp gì không thầy giúp gì được hết đó. I don't see any help from you Buddhas and Bodhisattvas. Okay, and so. That very same night after he gave up on the Buddhas and Bodhisattvas, ngày đó mà khi mà ông từ bỏ Phật Bồ Tát ấy, thì tối nằm mơ thấy một ông thầy tới. That night he dreamt of a monk wearing brown, mặc áo màu nâu như thầy vậy đó. And he says, stop asking questions, just read the Vajra Sutra. Ông nói đừng hỏi nữa, chỉ đọc kinh Kim Cang đi. And then what happened? Gì xảy ra? Do you English? Do you hear? Do you understand that? Huh? Nghe hiểu không? Yeah? Thì ông này hiểu là không đừng có thắc mắc, đừng có than phiền hết, thì chấp nhận hết đi. Rồi 5 năm sau rồi coi TV mấy người ta phỏng vấn mấy người già tuổi, một cái ông Mỹ người da trắng 103 tuổi. Thì ông nói tại sao ông sống lâu như vậy? Ông nói là tại vì tôi chấp nhận hết tất cả, chuyện xa đó tôi chấp nhận hết. You get it? No, he doesn't get it. He's sleeping. Stop bitching. Đừng than phiền. Stop bitching. It just is. Life is overwhelming. Đời nó như vậy đó. It's not you. It's for everyone. Tất cả mọi người đều như vậy hết. Don't say people don't care for me. Đừng nói là không ai thương tôi hết á. Yeah, we care for you. But we have no time for you, that's all. Mình thương lắm nha, để mình có thời giờ. It's true. Isn't that true? Huh? Yeah.
Don't tell me that you don't care for your mother, your father. Đừng nói mình đâu có thương cha mẹ mình đâu. Thương chứ. We said don't have time. Không có thời giờ nữa. Right? Besides, every time they see us, they complain. Nó mới tay phần khác nữa. Mỗi lần cha mẹ gặp mình thì chỉ than phiền thôi. Right? There's a ring a bell to you. Sound familiar? Gặp là than phiền. Just like you, the bitch too. Complain, complain, complain. Okay? It just is. That's your retribution. Cái đó là cái nghiệp báo của quý vị. Do Dabi Chan every day nào. Khi những người mà kiếp nghiệp báo mà nặng như vậy, mỗi ngày phải tụng Dabi Chan. You're supposed to suffer. Phải khổ chứ. Questions? Ai thắc mắc gì không? Because if you keep at it, nếu quý vị cứ tiếp tục như vậy, one day you understand, you'll be able to rise above it. Nếu quý vị cứ tiếp tục, đừng bỏ cuộc, thì một ngày nào đó sẽ hiểu. It's because you quit and fall off by the wayside. That's because that's why you don't understand. Tại vì quý vị không chịu, không chịu đựng, không biết chịu đựng, mà bỏ cuộc, thành ra không bao giờ hiểu được. How does Lão Tzu put it? Lão Tzu giảng nghĩa là sao? He says, when things go to the extreme, you reverse its direction. Vật cực vi lai, có nghĩa là cái chuyện nó tới cực điểm rồi, nó phải đổi hướng, nó sẽ trở lại. Okay. So ultimately, I have no answer for you. Cuối cùng thầy cũng có biết, thầy không biết sao nữa. Just bear it. Ráng mà chịu thôi. Because you always more pressure. You have more things to do. Mỗi ngày một thêm một chuyện. Mỗi ngày cái tinh thần căng thẳng thêm. You have to learn to drop things. Mình phải biết xả. And that's why every day we advise you, you meditate. If without meditation, you'll be not as skillful in dropping things and discerning and prioritizing things. Tại nếu vì không chịu thiền á, cái tùy tâm quý vị nó không đủ sáng suốt để mà xả được. Mà chọn cái chuyện quan trọng được. It's a struggle. It's supposed to be a struggle. Cuộc sống là một sự tranh đấu. If you have all the answers, what are you doing here? Nếu quý vị biết hết tất cả, quý vị ở đây làm cái gì? Okay? The answer is right there in front of your eyes, but we're not going to tell you. Cái câu trả lời ngay trước mắt quý vị không thấy, ráng mà chịu. You keep at it and one day you see. Quý vị mà cứ tiếp tục á, là quý vị một ngày đó sẽ hiểu. It's right there in front of your eyes. Ngay trước mắt quý vị mà không thấy, ráng mà chịu. Seriously, ngay trước mắt á. So stop bitching. Thành không có than phiền. All right. I'm has enough for me today. So I think I'm ready for lunch. Thầy có thể đi ăn trưa được rồi đó. All right.
Now we're behind schedule, so let's do the lunch offering. Nó hơi tệ thế, cái thì cũng ngò đi. Okay. I'm going to check the kitchen now and see.